Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 59 8859. Vậy thì quý anh chị nào chúng ta đang muốn mua một chiếc xe đa dụng 7 chỗ bền bỉ, lành tính và chất lượng, thì ngày hôm nay em Việt mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe có thể nói rất quen thuộc đến từ thương hiệu Toyota. Chiếc xe này của em thì nó là một chiếc Innova sản xuất năm 2016, con này là cuối 2016 nhá, form mới rồi. Động cơ 2.0 bản E số sàn, xe chuẩn một chủ từ đầu, lăn bánh 9 vạn và tất cả tình trạng xe là bao zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị chúng ta không một lỗi nhỏ. Con này thì em cũng cam kết luôn với các bác là không một ngày taxi dịch vụ nhá. Các anh chị chúng ta chỉ cần phát hiện ra xe chạy dịch vụ em tặng các bác chiếc xe này luôn, không phải nói nhiều. Đấy, đương nhiên là chúng ta sẽ không thể so sánh chiếc xe này với những chiếc xe mà đã qua dịch vụ được. Đấy, vì chất lượng của nó thực sự là không thể bằng. Vậy thì với một cái mức giá ngày hôm nay cũng rất tình yêu cho quý anh chị nào chúng ta đang muốn mua một chiếc xe chất lượng, em Việt đang chào bán chiếc xe này với con số hơn 400 một chút thôi. Vậy thì quý anh chị làm ta quan tâm tới dòng xe đa dụng 7 chỗ này thì em mời các bác chúng ta có thể cùng dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể clip mà về chiếc Innova 2016 mà em Việt đang có tới đây, để xem là liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình chiếc xe này hay không các chị nhá. Đầu tiên thì như em nói là con này là 2016 nhưng mà cuối năm, sản xuất cuối năm thì lên form mới rồi. Thì có thể nói là sang thế hệ mới này thì chiếc Innova lột xác hoàn toàn, với một cái diện mạo mà các bác có thể thấy là nhìn nó năng động, nó trẻ trung và nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả thế hệ cũ. Chúng ta có cái phần đầu xe thì nó giống với những chiếc Highlander thì đúng hơn, đúng không ạ? Với mặt ca lăng hình thang, với cái thanh nan được sơn màu đen tạo điểm nhấn cho cái phần đầu của chiếc Innova. Đặc biệt hệ thống đèn pha thì các bác có thể thấy này, nó thiết kế to bản và kéo dài dọc theo nắp capo như các bác nhìn cho em này, 2016 nhá. Đấy, nhưng mà đây, chóa đèn này các chị nhìn cho em này, trong vắt như pha lê này, những cái đường mép này rất liền lạc, không một khe hở luôn nhá. Đấy, đường mép capo các bác nhìn cho em vậy, cũng vậy luôn này. Đấy, và đây, các chị nhìn này, thẳng như kẻ chỉ nhá. Đấy, không một tì vết, kể cả phần đèn gầm phía dưới thì đây. Đấy, các bác có thể thấy là dù được trang bị bóng đèn halogen nhưng mà nó vẫn còn sáng như mới tinh. Được chưa ạ? Và tiếp tục thì em quay cho các anh chị ta sang phía bên đèn pha bên phía lái nhá, để cho các anh chị ta có thể tham khảo giúp em này. Đấy, siêu đẹp luôn nhá, trong vắt các anh chị nhìn này. Đó, những cái đường mép này thẳng như kẻ chỉ. Đây, các bác nhìn giúp em. Đấy, mặt ca lăng đa chấu với hai phanh đĩa trước và hai phanh tay chấu phía sau, nhưng các anh chị nhìn giúp em xem một chủ này. Đấy, từ cụm phanh nó còn trắng hoa phao mà la răng nhá, gần như là không một vết xước. Đấy, lốp láp thì con này chạy chuẩn 9 vạn rồi. Đấy, thì đây cũng quay gần nhá, thì các bác có thể thấy chuẩn zin 9 vạn nhá. Ngoài ra chúng ta có một cái gương chiếu hậu, thiết kế khá đẹp mắt với xi nhan là giải đèn led tích hợp trên gương. Những đường mép các bác nhìn cho em này. Đấy, nó phải đều thẳng tăm tắp như này. Sơn xi bên ngoài thì thực sự là chiếc xe này chủ nhân cũ người ta đi cũng rất là giữ gìn các bạn. Vâng, rất là giữ gìn. Mà có thể thấy là cái sơn zin của xe này còn phải nói là còn lên tới hơn 80%. Đấy, chúng ta có một cái viền chân kính nẹp chrome. Đấy, tạo điểm nhấn cho phần ngoại thất. Và tiếp tục đi về cái phần đuôi về sau, cái màu này thì chúng ta gọi là màu nâu titan. Đấy, khá đẹp đúng không ạ? Nhìn nó nhã nhặn. Phần đuôi về sau thì chúng ta thì thấy là chiếc Innova này nó được trang bị với đuôi gió cửa lớn này. Đấy, tích hợp đèn phanh trên cao và có gạt mưa kính phía sau nhá. Đấy, nhất là phần đèn hậu thì đây em quay gần luôn này. Các bác nhìn cho em này. Đấy, nó không một tì vết luôn các bạn. Đấy, các chị nhìn cho em. Trong veo. Đấy, xe nó phải chuẩn như này nhá. Các bác mua về đi yên tâm. Đấy, dù các chị chúng ta mua về đi gia đình hay là chạy dịch vụ với con này thì thực sự là không phải bàn về chất luôn các bạn. Và không phải bàn về chất nhá. Đấy, các bác nhìn cho em nó quá đẹp luôn. Đấy, có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau nhá. Đây, tiếp tục em quay cho các chị chúng ta cái đèn hậu bên phía phụ đây. Đó, các bác nhìn thấy ok chưa? Đấy, cái đường mép này rất liền lạc. Đây ạ. Đấy, nó phải thẳng như kẻ chỉ như này. Đấy, chúng ta thấy là ok. Và đây mở tiếp cho các anh chị ta với cái phần cốp sau của xe này nhá. Đấy, để các anh chị ta có thể thấy độ rộng ra này. Đây ạ. Và đấy, đây là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng đến hàng ghế thứ ba thì các anh chị ta dựng cái hàng ghế thứ ba này lên. Còn nếu mà không cần thiết thì các anh chị ta gập và treo nó lên thì chúng ta sẽ có một khoang cốp cực kỳ là rộng để chúng ta mang theo đồ đạc, vali, hành lý trong những chuyến đi của mình. Đấy, nhưng chúng ta kiểm tra cái độ zin thì các bác nhìn cho em phần máng nước bên này này. Đấy, những cái vết định tán của nó này. Hai là đây từng nốc này. Đấy, không một vết vặn nhé. Bên này cũng vậy này. Đấy, các bác nhìn cho em. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, không một tì vết nhé. Các chi tiết nhựa của nó này. Đấy, xe người ta đi rất giữ gìn cẩn thận, các bác nhìn cho em này, còn đẹp long lanh như này. Đó. Quá ok luôn, đúng không ạ? Đấy, phần trần thì đây em quay cho các bác nhìn cho em này. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 3 và hàng ghế thứ 3 các chị nhìn này. Ghế da hai tông màu nhá.
Đấy, khoảng để chân giữa hàng ghế rất là rộng, thoải mái để các anh chị chúng ta ngồi hai người lớn đằng sau chứ không phải là dành cho trẻ em. Đó, có thể nói là Innova thì thực sự là nó quá bền bỉ và lành tính rồi. À, nếu như X-Wander thì có thể là được cái là giá rẻ thôi. Vâng, giá rẻ thôi. Chứ còn các bác phải thấy là nói về độ bền và độ rộng rãi thì có lẽ là chiếc Innova này thực sự nó là số 1. Đúng không ạ? Nó là số 1 rồi. À, và đây em quay tiếp cho các anh chị ta từng cái la răng một đây. À, để các bác có thể thấy được chất lượng của nó nhá. Con này thì không bàn về chất luôn. À, những đường mép cánh cửa các anh chị nhìn giúp em này. À, không một tí vết các bạn. Vâng, không một tí vết nhá. Và thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Innova 2016. À, và bây giờ để giúp các chị ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em Việt sẽ mở cửa và chúng ta đi vào cái nội thất bên trong của xe nhé, xem tình trạng nó ra sao, ok không ạ? Vâng, và thì quý anh chị chúng ta có thể thấy là không chỉ có một cái ngoại thất thay đổi so với cả thế hệ cũ, thì toàn bộ nội thất bên trong với phiên bản đời 2016, cuối 2016 này thì nó cũng lột xác hoàn toàn. Nó chúng ta có thể thấy là cái không gian nội thất bên trong thì nó lại mang hơi hướng giống với cả những chiếc Fortuner, đúng không ạ? Với vô lăng 4 chấu, thiết kế rất là nam tính. À, đây các anh chị nhìn em cái chi tiết của nó đây. Đấy, nét căng nhá, từ cái khóe vô lăng này. Đấy, xe chạy zin 9 vạn chuẩn. Được chưa ạ? 9 vạn zin nhá. Đấy, tablo tapi các bác nhìn em không một tí vết, đây chúng ta có khay để cốc này. Đó, củ số thì đây. Đấy, số sàn 5 cấp đặc trưng của dòng Innova. Chủ nhân cũ thì lên chúng ta với một cái màn hình Android và có camera hành trình phía trên rồi nhá. Đấy, điều hòa thì chỉnh cơ. Đây các bác nhìn này, cái chi tiết nội thất của nó rất mới luôn. 2016 mà các bác nhìn em. Đấy, nó còn mới đến mức độ như này. À, ghế thì đã được chủ nhân cũ bọc trong ta là ghế da hai tông màu rồi. Đấy, nhưng mà nó cũng còn rất là mới các bác nhìn này. Đấy, xe người ta đi gia đình mà, người ta rất là chăm chút. Đấy, và độ zin của nó thì các bác nhìn cho em từng lốc này, từ cái móc khóa ấy, tất cả tem mác này. Đấy, đầy đủ hết nhá, tem mác đầy đủ hết này. Đấy, và phần trần đi đây, các anh chị chúng ta có thể thấy là rất sạch đẹp nhá. Đấy, rất sạch đẹp luôn các bạn. Đó, nguyên zin nguyên bản. Và đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy, tất cả từng lốc. Ok ạ, tapi cánh cửa thì đây. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Đấy, ở đây chúng ta có cái chi tiết bọc da này. Đấy, bọc da màu đen nhá, một kính auto này, tay lắm cửa này, cái chi tiết phím bấm này. Các bác nhìn cho em. Vâng. Xuất sắc luôn nhá. Đấy, kể cả những ô tôn ở phía dưới này, keo chỉ thì cam kết với các bác là không bất cm nào. Các bác nhìn nó rất là vuông vức đây ạ, keo chỉ đây. Đấy, nói chung là con này thì không bàn về chất luôn. Và tiếp tục với hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là cái độ rộng rãi mà chiếc Innova có thể mang lại cho các bác. Nó rộng hơn rất là nhiều so với cả X-Wander nhá. X-Wander chúng ta ngồi bên trong rất là chật, đúng không ạ? Nhưng mà Innova thì khác, nó sẽ rộng rãi hơn. À, và đương nhiên độ bền bỉ thì chiếc xe này thì được xếp vào dạng nồi đồng cối đá rồi. Đấy, đúng không ạ? Thì các bác là quan tâm yêu mến thì có thể là xuống trực tiếp xem xe nhá. Đây, các anh chị nhìn xem chi tiết cửa gió điều hòa phía trên trần của nó này. Có đèn trần này, ghế này. Đấy, còn căng đét luôn. Đó, nguyên zin nguyên bản nhá, các bác cứ test ra chính hãng kiểm tra lại chiếc xe này ô cũng ok luôn. Bao chiếc test chính hãng toàn quốc để các anh chị chúng ta có thể là yên tâm. Đấy, khi mà các bác chúng ta tin tưởng lựa chọn cho mình chiếc xe này. Được chưa ạ? Đấy, quay tiếp cho các anh chị ta bên này. Đấy, các bác có thể là đánh giá được cái tình trạng của xe nhé. Đây, các bác nhìn giúp em này. Quá chất luôn. Và quá mới luôn các bạn. Đây, các anh chị nhìn giúp em nội thất của nó đây. Đấy, zin nguyên bản từng lốp nhá. Đấy, con này thì đúng là không một tì vết luôn. Và vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc Toyota Innova. Và bây giờ để giúp các chị chúng ta đánh giá tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em sẽ quay cho các bác chúng ta cái khoang động cơ nhé. Vậy thì đây em mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra cái khoang động cơ cỗ máy 2.0 của chiếc Toyota Innova nhé. Đấy, con này thì bao zin bao tù răng còn cò luôn các chị nhìn xem. Đấy, xe chuẩn gia đình đi nó chất đúng không ạ? Đây, cabo này, không một cái vặn nhá. Máy này. Đấy, các bác nhìn nó mới chưa? Đầu răng đây. Đấy, cái lỗ tròn này. Đấy, két nước này các bác nhìn cho em này. Đấy, con này thì nó quá ok về chất lượng luôn nhá. Vâng. Tìm đâu được 2016 nó đẹp về chất như này. Đấy, các bác đem đi check test thoải mái trước khi chúng ta giao dịch với chiếc Toyota Innova này nhá. Đấy, các bác nhìn cho em lỗ tròn trên cabo này. Đấy, không tí méo nào luôn nhá, tròn ăn tròn nhá. Đây các bác nhìn này. Vâng, quá đẹp luôn, đúng không ạ? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Innova 2016. Phong mới mà em Việt đang có. Và mức giá em đang chào bán dành cho xe này là 455 triệu. Và còn có thể thương lượng được. Cho bác là thực sự thiện chí thì trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em theo số hotline là 0947 598 859 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này cái gì nhá. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Vậy ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.